Quên mỹ phẩm thời nay đi, những món đồ mỹ phẩm của các bà các mẹ Việt Nam mới là đẳng cấp make up. Lý do cho những vẻ đẹp tựa Thúy Kiều là đây chứ đâu. Cứ tưởng thời các bà đẹp tự nhiên nhưng cũng không tự nhiên mà đẹp, cũng có bí quyết cả đấy anh em ạ. Bí quyết đầu tiên chính là em phấn bông lúa huyền thoại, 10 bà thì hết 11 bà dùng rồi như kiểu hộp phấn của mọi nhà vậy. Đây là loại phấn phủ xuất xứ từ Thái Lan, phấn bông lúa có vỏ nhựa và nắp xoay màu trắng có hình bông lúa vàng in nổi sắc nét. Nhìn hồng hồng thế thôi khi dùng làm ướt bông phấn là có lớp nền auto trắng sáng mịn màng. Lớp nền giữ lâu hơn bất kỳ loại phấn phủ nào bây giờ luôn anh em nhé. Nhìn các bà các mẹ dùng mà mê mẫn lòng người. Tiếp theo đã nền đẹp thì phải môi đỏ nữa. Bí quyết khiến các đấng nam nhi ngày xưa đổ đứ đừ. Một thỏi son được các bà các mẹ bỏ túi chắc phải kể đến thỏi son gió Thái Lan. Son sẽ tự động đổi màu đỏ khi đánh lên môi. Đỉnh cao hơn nữa là son này bám dai còn hơn người yêu cũ của bạn. Đánh một lần dùng cả 1-2 ngày ấy chứ. Cái hay của son này là cứ phải xuống phố gió thổi hiu hiu vào đôi môi thì son mới lên màu đậm dần. Chất son dành cho các gơn phố thời ấy đây rồi. Cuối cùng trong mọi bước làm đẹp thời xưa hay thời nay đều thế, chính là làm tóc. Mà ngày xưa để cố định mái tóc thì các mẹ Việt Nam sử dụng loại gôm xịt tóc này. Nói chung giữ được lâu bởi vì xịt vô nó cứng ngắc ấy mà. Đã thế gặp phải thời tiết nóng thì thôi luôn, nhưng mà để mà đẹp thì mấy cái đó có nhằm nhò gì. Đấy nên đừng anh em nào bảo thời bà thời mẹ chúng tôi không biết làm đẹp làm đỏm là gì nhé. Khéo mang sách bút ra, mấy bà dạy cho luôn ấy chứ. Cùng khám phá những nét văn hóa trên khắp thế giới vào 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên VTV3.